Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Lâm Nhật Hoài Ân Official của mình. Thì từ video phần 1 là làm cách nào để hát được giọng gió được các bạn quan tâm và ủng hộ cũng như là đặt rất là nhiều câu hỏi, thì Ân xin gửi lời cảm ơn tới các bạn. Và hôm nay Ân sẽ làm video phần 2, cách hát giọng gió phần 2. Và đây là kinh nghiệm của Ân khi đi hát nhiều lần, nhiều năm, thì Ân chia sẻ lại cho các bạn. Và hy vọng là các bạn sẽ áp dụng được để giúp cho mình hát hay hơn, cải thiện hơn mỗi ngày. Thì từ video phần 1, có một vài bạn đã đặt câu hỏi cho Ân như thế này. Em lên nốt cao, chuyển giọng gió nghe nó yếu yếu, lâu lâu còn bể luôn, chị tư vấn giúp em được không? Rồi một bạn khác, mỗi lần em muốn hát giọng gió ấy thì cổ họng em nó bị tắc lại không hát được, lâu lâu thì chỉ phát ra được vài âm lại tắc. Rồi thêm một câu hỏi nữa cũng rất là hay là falsetto của em cứ yếu yếu sao ấy chị ạ? Thì hôm nay Ân sẽ giúp các bạn giải đáp những câu hỏi thắc mắc này nhé. Đối với câu hỏi falsetto thì cũng có nhiều bạn là mình chưa có hiểu cái khái niệm là giọng falsetto có nghĩa là gì. Thì giọng falsetto này hay còn gọi là giọng gió hoặc là kỹ thuật hát giả thanh. Thì nó là một, thì về cái ưu điểm của giọng gió thì mình khi mà mình hát á, thì âm thanh nó sẽ bay bổng nè, nó trong sáng. Rồi khi mà mình hát những cái nốt cao mà mình sử dụng giọng gió đó, nghe nó sẽ mềm mại hơn, nó mượt mà hơn. Nhưng mà nhược điểm của giọng gió là khi các bạn sử dụng quá nhiều và giọng giả thanh thì sẽ khiến cho thanh quản không có tốt cho thanh quản của mình. Và còn hai cái câu hỏi hồi nãy của hai bạn kia thì mình thấy nó có chung một cái vấn đề, đó là làm cách nào khi mà mình hát chuyển sang giọng gió thì mình bị mất giọng luôn, mình không hát được. Thì đơn giản thôi, cái vấn đề này nó nằm ở chỗ là về hơi thở của các bạn và về vấn đề mở khoang miệng. Thì khi các bạn hát lên những cái nốt cao mình cần chuyển giọng gió, các bạn chỉ cần mở cái vòng miệng trên của mình lên, mình mở cái khoang miệng của mình ra thì âm thanh từ của mình đó, nó sẽ cộng hưởng ra một cách tự nhiên mà mình không có cần phải tốn sức gồng sức để mình làm cho nó to ra. Và đương nhiên là khi các bạn mở khoang miệng lên thì cũng đồng thời nó sẽ giúp cho các bạn không có bị đứt hơi cái khúc đó, làm cho các bạn bị mất giọng. Và cái thứ hai là các bạn tập về hơi, thì mình có làm rất nhiều video nói về việc tập hơi như thế nào cho dài ra ở trên TikTok này và ở trên YouTube cũng có, thì các bạn hãy xem tham khảo thêm. Sau đây là một cái clip ngắn 60 giây mà mình nói lấy ví dụ cho các bạn về cái vấn đề là khi hát giọng gió mà mình mở khoang miệng lên mình áp dụng vào nó sẽ hiệu quả như thế nào. Và mình sẽ lấy ví dụ bài Let It Go. Let it go, let it go, turn away the slap the door. I don't care what they going to say. Đó, các bạn thấy không? Các bạn phải mở khoang miệng ra và áp dụng theo mình nhé. Let it go, let it go, cannot hold it back anymore. Còn vấn đề thứ hai đó là vấn đề về làn hơi. Thì các bạn cần phải chuẩn bị cho mình một cái làn hơi dài nè, một cái làn hơi đều đặn, khỏe, ổn định thì mình mới đáp ứng được những cái chỗ chuyển giọng gió như vậy. Mình phải có đủ hơi thì mình mới làm được. Thì trong cái video trước Ân cũng có làm về một cái bài tập hơi rất là đơn giản, là cái bài như thế này nè các bạn. Thì các bạn coi lại video đó rồi mình áp dụng mình tập xem như thế nào nha. Và hôm nay thì Ân sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách tập hơi nữa vô cùng là đơn giản, và mình sẽ cảm thấy nó cải thiện ngay sau lần đầu tiên mình tập luôn. Và không cần phải mất quá nhiều thời gian cũng như là sức lực. Đó là bài thổi bong bóng. Mình bắt đầu thổi nha. Cố gắng là mình tập mỗi ngày thường xuyên để mình có một cái làn hơi dài là khỏe khoắn giống như là chị C Black vậy nha. Và có một ca sĩ áp dụng cái kỹ thuật hát giọng gió này vào những ca khúc của anh ấy rất là tốt, đó là Sơn Tùng MTP. Thì mình sẽ thực hành áp dụng vào cái bài Lạc Trôi
Mình sẽ hát thử cho các bạn nghe thử xem như thế nào ha. Người theo hương hoa mây mù giăng lối, làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi. Đơn côi mình ta vẫn vương hồi ức trong men say chiều mưa buồn, ngăn giọt lệ trên khóe mi sầu bi. Đường xưa nơi cố nhân từ giã biệt ly, cánh hoa sung rơi. Các bạn nghe thấy được cái chữ là hi 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 đằng sau cái hai từ sầu bi không? Đó, cái chữ đó là mình sẽ cần phải chuyển giọng gió tốt để mình làm cho nó rõ ra, nghe cho nó hay hơn. Rồi, chúc các bạn thành công. Và nếu các bạn cảm thấy thích và cảm thấy video này bổ ích thì cho mình một follow, một like, một subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.